Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Thực hư chuyện đội tuyển Việt Nam bị cấm mang mì gói tham dự World Cup, sự thật đã rõ. Trên một số tờ báo có thông tin cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam không được mang mì gói đến World Cup 2023. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Theo kết quả bốc thăm World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong ba đội Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameroon. Sau lễ bốc thăm, có thông tin cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không thể đem theo mì gói vì những quy định của New Zealand với người nhập cảnh vào nước này. Đội nào vi phạm sẽ bị phạt $400 New Zealand. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là thông tin chưa chính xác. Mì gói nằm trong danh mục bữa ăn được sản xuất thương mại, không cần làm lạnh và không chứa nhiều chất lỏng. Những người nhập cảnh vào New Zealand chỉ cần giữ nguyên sản phẩm trong bao bì như lúc đầu. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam có thể mang theo tối đa 2kg mỗi người và không bị phạt. Bên cạnh đó, New Zealand sẽ không cho người nhập cảnh mang theo những loại gia vị như tương ớt, gừng, tỏi. Nếu người nào có nhu cầu sử dụng, buộc phải mang theo các loại gia vị được nghiền thành bột và đóng gói kỹ lưỡng. Đặc biệt, New Zealand tuyệt đối cấm mang mật ong từ nước ngoài vào vì lo sợ mang theo dịch bệnh ảnh hưởng đến quần thể ong. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thường mang theo mì gói, cá khô, tôm khô, ruốc mỗi lần sang nước ngoài thi đấu. Đây là cách đối phó nếu đồ ăn ở nước bạn không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, ở sân chơi lớn như World Cup thì dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Các cầu thủ nữ sẽ phải ăn theo khẩu phần, đảm bảo năng lượng để tập luyện và thi đấu. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 trên 10 sân đấu. 10 địa điểm thi đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó có 4 địa điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đoàn công tác đang có mặt tại New Zealand để khảo sát cơ sở vật chất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lập tức khảo sát sân vận động Waikato, nơi sẽ tổ chức một trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Sân vận động Waikato nằm ở thành phố Hamilton, New Zealand. Đây sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Sân đấu này cách trung tâm thành phố Auckland khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển bằng ô tô. Sân Waikato có sức chứa 25.000 khán giả và được xây dựng với nhiều dấu ấn văn hóa đặc biệt của người Maori bản địa tại New Zealand. Sân đấu này được đưa vào sử dụng từ năm 2002, chủ yếu để phục vụ bộ môn rugby, một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại New Zealand. Sân đã được cải tạo, sửa chữa để đảm bảo đủ tiêu chuẩn tổ chức vòng playoff cũng như vòng chung kết World Cup nữ 2023. Sau khi tham quan sân Waikato, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam di chuyển tới khách sạn Distinctions, nơi lưu trú của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian thi đấu tại thành phố Hamilton. Theo quy định của giải đấu, với các trận đấu có địa điểm cách nơi đóng quân của đội quá 45 phút di chuyển, các đội sẽ được bố trí khách sạn, sân tập riêng gần sân thi đấu để đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn cho các cầu thủ. Đánh giá về khách sạn này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, điều kiện tại đây khá tốt, không gian phòng và giường rộng rãi, khuôn viên bên ngoài cũng rất phù hợp để sử dụng cho một số bài tập nhẹ ngoài trời. Chiều cùng ngày, đoàn công tác quay trở lại thành phố Auckland và tiếp tục khảo sát các lựa chọn nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam vào năm sau. Các cụm sân tập, khách sạn sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho việc tập luyện, sinh hoạt, thi đấu của các cầu thủ trước khi đề xuất với FIFA cũng như ban tổ chức giải đấu. Thông báo mới nhất từ FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu các trận ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào khung giờ rất lạ. Mới đây, FIFA đã công bố ngày giờ thi đấu chính thức của các trận đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu vào những khung giờ không được thuận lợi. Cụ thể,
Trận mở màn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2023 theo giờ Việt Nam. Sau đó, đến trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân lúc 14 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2023, gặp đội thắng ở loạt playoff. Đến trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 1 tháng 8 năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam gặp Hà Lan. Đây là khung giờ thi đấu không chỉ khiến người hâm mộ tại Việt Nam có phần nào đó khó theo dõi, mà còn khiến bản thân các cầu thủ cũng phải có sự thích nghi để ra sân tranh tài với hiệu suất cao nhất. Bên cạnh khung giờ thi đấu không thuận lợi, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với bài toán di chuyển khi 3 trận đấu được tổ chức ở 3 thành phố khác nhau của New Zealand. Trong đó, khoảng cách giữa các sân tổ chức lượt trận thứ 2 và lượt trận thứ 3 lên đến hơn 1.300 km. Liên quan đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn châu Âu vào đầu năm 2023. Hiện tại, đã có một số đội tuyển châu Âu như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha ngỏ ý muốn mời đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu. Sau khi thầy Park chia tay tuyển Việt Nam, nhiều ứng viên thay thế chỗ huấn luyện viên Park Hang-seo rất đẳng cấp nhưng đắt tiền. Trong số các ứng viên được giới thiệu hoặc gửi hồ sơ về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, có thể thấy có nhiều huấn luyện viên đẳng cấp châu Âu với mức lương không hề dễ chịu. Và đó cũng là bài toán mà nhiệm kỳ mới Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới phải đưa ra lời giải. Với mức lương 600.000 đô la Mỹ một năm mà ông Park đang nhận, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải nhớ đến sự chung tay của nhà tài trợ. Nhiều ứng viên châu Âu. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Park công bố không gia hạn hợp đồng, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã được giới thiệu như một ứng viên sáng giá. Nhà cầm quân người Pháp này từng đưa đội tuyển Nam Phi dự World Cup 1998 và Nhật Bản dự World Cup 2002. Am hiểu bóng đá Việt Nam cũng là thế mạnh khác của vị huấn luyện viên này khi ông làm việc khá lâu tại Việt Nam và từng dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Kế đó, bốn cái tên châu Âu khác cũng bày tỏ mong muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, đó là Dragan Skocic, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, Slaven Skelezic, trợ lý đội U17 Bayern Munich, Robert Prosinecki, cựu trợ lý đội tuyển Croatia và Bojida Bandovic, cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Olympiakos và Buriram Yunus. Nổi bật nhất trong số 4 ứng viên này chính là Dragan Skocic, nhà cầm quân người Croatia vừa đưa đội tuyển Iran dự World Cup 2022 với thành tích ấn tượng, dẫn đầu bảng A vòng loại thứ 3 với 25 điểm sau 10 trận, có tỷ lệ chiến thắng lên đến 83% trong 7 tháng dẫn dắt Iran. Thế nhưng, vị huấn luyện viên này vẫn bị Liên đoàn bóng đá nước này kết thúc hợp đồng hồi tháng trước. Ứng viên Prosinecki cũng là cái tên khá nổi bật. Thời cầu thủ, Prosinecki là một trong số những cầu thủ hiếm hoi chơi bóng cho cả câu lạc bộ Barcelona lẫn Real Madrid. Ông giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 1990 và sau đó đã cùng đội tuyển Croatia giành huy chương đồng World Cup 1998. Ở công tác huấn luyện, Prosinecki từng làm trợ lý ở đội tuyển Croatia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Azerbaijan, Bosnia và Herzegovina. Huấn luyện viên Skelezic, người Đức gốc Bosnia, chuyên làm đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ của Đức. Nổi bật nhất là khi ông làm trợ lý tại đội U17 Bayern Munich giai đoạn 2018-2022 trước khi chuyển sang câu lạc bộ SCA Ontech của Áo hiện tại. Cái tên còn lại, huấn luyện viên Bandovic có nhiều kinh nghiệm với bóng đá châu Á nhất khi dẫn dắt một loạt câu lạc bộ Thái Lan, Ấn Độ. Đặc biệt, ông từng đưa câu lạc bộ Buriram Yunus hai lần liên tiếp vô địch Thái League 2017-2018 với điểm số kỷ lục. Rào cản kinh phí. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, do tôn trọng hợp đồng đang còn hiệu lực với ông Park, nên ông không thể cho biết cũng như nói rõ về việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận bao nhiêu lời giới thiệu cũng như email đề cử của các ứng viên. Tôi chỉ có thể nói rằng, qua nhiều nguồn khác nhau, các ứng viên cũng bắt đầu gửi đơn xin ứng cử, ông nói. Bàn về chuyện chọn huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam lúc này đúng là hơi sớm, khi ông Park vẫn đang còn hợp đồng đến tận cuối tháng 1 năm 2023. Hơn nữa, việc chọn huấn luyện viên mới cho bóng đá Việt Nam do nhiệm kỳ mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam bàn bạc và quyết định sau đại hội vào ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội.
Nhưng dù thế nào, cũng có thể thấy rõ kinh phí để trả lương cho huấn luyện viên mới là điều đáng quan tâm nhất nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ mới quyết định chọn huấn luyện viên đẳng cấp để đưa đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới. Huấn luyện viên đẳng cấp đồng nghĩa đắt giá. Liên đoàn bóng đá Indonesia đang trả mức lương lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ một năm, tức là 125 đô la một tháng cho huấn luyện viên đẳng cấp World Cup Shin Tae-yong người Hàn Quốc. Hay trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã từng trả 790.000 đô la Mỹ một năm, nghĩa là 65.000 đô la Mỹ một tháng cho huấn luyện viên từng dự World Cup khác là Akira Nishino Nhật Bản. Huấn luyện viên Philippe Chaussier cũng được cho là từng nhận lương cao gấp đôi ông Park, 50.000 đô la Mỹ một tháng khi làm việc tại Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam. Khi Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam chuyển giao, ông Chaussier cũng không được nhà đầu tư mới tái ký hợp đồng vì không kham nổi mức lương cao như thế. Theo Total Sportal, huấn luyện viên Dragan Skocic từng nhận mức lương 680.000 đô la Mỹ một năm từ Liên đoàn bóng đá Iran khi giúp đội tuyển nước này giành vé dự World Cup 2022. Ứng viên Robert Prosinecki thậm chí còn có thể có mức lương cao hơn bởi khi dẫn dắt đội tuyển Azerbaijan giai đoạn 2014-2017, vị huấn luyện viên này cùng các trợ lý mang theo của mình từng nhận mức lương tổng cộng 1,5 triệu đô la Mỹ một năm. Nhưng quan trọng hơn, đất có sắp ra miếng bởi huấn luyện viên đẳng cấp thế giới nhưng không phù hợp với bóng đá Việt Nam thì cũng khó thành công.